không cần đến phép màu từ bà tiên khiến lọ lem biến thành công chúa thì cô gái nào cũng sở hữu cho riêng mình một câu thần chú mang tên giảm cân để lột xác. Rất nhiều trường hợp đã chứng minh, giảm cân là auto sinh đấy chứ không đùa đâu. Mới đây, một cô nàng có tên Lê Hải Dân sinh năm 1996, thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến dân tình choáng nặng với màn giảm cân ngoạn mục. Cụ thể, Hải Dân đã giảm được 41kg trong vòng một năm từ 107kg xuống còn 66kg. Trước đó, cô bạn từng nhiều lần bị gọi với những nick nam e đấy khiếm nhã, thậm chí còn bị so sánh với Habibola thì thân hình nặng nề, thừa cân. Ngoài những lời khó nghe, Hải Dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc ăn mặc, chọn quần áo hay giày dép và cả nhiều vấn đề sức khỏe. Vẻ ngoài đã khiến Hải Dân luôn trong trạng thái tự ti và rất nhút nhát, rụt rè trước đám đông. Dẫu vậy, vài lần thử giảm cân đều thất bại vì Dân không thể kiềm lòng được trước những món ăn ngon lành. Cô bạn từng sở hữu thân hình nặng nề, thừa cân. Hình ảnh của Dân khi còn học cấp 3. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cách đây hơn một năm, Dân tỏ tình rồi thất bại. Người bạn kia khéo léo từ chối nhưng cô bạn cũng tự hiểu lý do là gì. Sau đó, Dân trở nên có động lực và quyết tâm giảm cân. Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, cô bạn không nhịn ăn hay tin tưởng vào những phương pháp giảm cân cấp tốc. Dân kiên trì giảm cân từng chút một, chậm nhưng chắc với hai phương pháp quen thuộc là tập gym và ăn uống kiểu Slim. Cô bạn kiên trì giảm cân. Mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện kết hợp với ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ thì cuối cùng quả ngọt cũng đến với Dân. Những món đầu ngày xưa cô nàng phải cố gắng lắm mới nhét mình vào được thì giờ đây đã trở nên rộng rinh rồi bị bỏ xó. Hiện tại, thân hình thon gọn, mảnh mai hơn giúp Dân có thể thoải mái mặc những trang phục mình yêu thích nên dần trở nên thoải mái, tự tin. Và đây là thành quả. Dân đeo kính, đã sở hữu thân hình thon gọn hơn rất nhiều. Càng hoàn thiện bản thân, Dân càng thấy ngoại hình có vai trò quan trọng, vẻ ngoài không chỉ khiến người ta có thiện cảm hơn với bạn mà còn khiến chính bạn vui vẻ, tự tin, hạnh phúc hơn khi thấy bản thân xinh đẹp, rạng rỡ. Vì vậy, việc chăm sóc bản thân là rất quan trọng mà ai cũng nên làm, Dân chia sẻ. Hiện tại, cô bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính và tiếp tục duy trì tập luyện để có được thân hình thon gọn, khỏe mạnh hơn.